Trong các bản tin gần đây thì VTC16 đã liên tục phản ánh về nguy cơ năm nay mất mùa nhãn nặng, đặc biệt là thời tiết ấm, độ ẩm cao là điều kiện bất lợi cho cây nhãn ra hoa. Với tình hình hiện tại thì các chuyên gia nông nghiệp của kênh VTC16 đã đưa ra một số những giải pháp và khuyến cáo giúp cho cây chống rụng hoa và quả non. Khoanh vỏ, xiết nước, phun các chất kích thích ra hoa. Năm nay, 80% số cây trong vườn nhãn hơn 10 năm tuổi của ông Bùi Xuân Đám đều ra hoa. Theo kinh nghiệm của ông Đám, để xử lý cây nhãn ra hoa, cần theo dõi dự báo thời tiết để áp dụng các biện pháp phù hợp, đặc biệt là người trồng nhãn phải để cây ra được ít nhất 2 đợt lộc sau khi thu hoạch. Một là phun các loại thuốc là kích thích sai hoa đậu quả. Thứ hai là khoanh xiết các cành cây. Và thứ ba là sử dụng các cái thuốc tưới calcium NO3 rất hợp lý cho cây nhãn. Theo các chuyên gia nông nghiệp, trong mùa đông khoảng tháng 1 âm lịch, cây nhãn nghỉ sinh trưởng để phân hóa mầm hoa. Để đảm bảo cho cây nhãn ra hoa thuận lợi, thời gian này cây cần có nhiệt độ thấp vừa phải và giữ khô hạn để hạn chế phát triển lộc đông và tích lũy chất khô. Hai cái điều kiện mà giúp cho cây nhãn để phân hóa mầm hoa và ra hoa tốt đó là nhiệt độ lạnh là dưới 15 độ C, kéo dài khoảng từ 200 đến 250 giờ. Thế này yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai tức là phải là khô, càng khô càng hanh thì càng tốt. Ngoài ra, cây nhãn cũng cần được chăm sóc, phục hồi sau một năm dồn sức nuôi quả. Vì vậy, ngay sau khi thu hoạch, người trồng nhãn cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp vệ sinh vườn, tỉa cành, tạo tán, bón phân, tưới nước. Khi cây phục hồi nhanh, khỏe thì khả năng phân hóa mầm hoa cũng tốt hơn. Và trong những năm có điều kiện thời tiết bất lợi như năm nay, người trồng nhãn nên sử dụng thêm các chất điều hòa sinh trưởng để giúp cây phân hóa mầm hoa được tốt hơn. Clostridium chúng ta xử lý thì người ta thường xử lý vào hai đợt. Đợt thứ nhất tức là vào khoảng từ trung tuần là tháng 12 đến đầu tháng 1, người ta xử lý đợt 1. Và đợt 2 tức là khoảng từ trung tuần tháng 1 trung tuần tháng 2 đến đầu tháng 3 người ta xử lý đợt thứ hai. Mà lượng xử lý tức là Clostridium thì người ta sử dụng khoảng 30 g pha với lại 10 lít nước để tưới cho 1 mét vuông hình chiếu của tán cây. Theo tiến sĩ Đinh Văn Đức, hiện nay đối với những vườn nhãn đã ra hoa, bà con cần chăm sóc, bảo vệ hoa để tránh nấm bệnh như sương mai, thán thư do thời tiết gây hại. Ngoài ra cần bổ sung cho cây các nguyên tố chung, vi lượng để chống rụng hoa và quả non, đặc biệt là lân và kali.